Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Hòa Nhã cũng xin chào lại đạo tràng. Dạ, chú em ơi, Hòa Nhã lên để hỏi chứ không có lên nói đâu chú ơi. Dạ thì cho Hòa Nhã xin hỏi bốn câu trong quyển Phiến Thiện tích quyển thứ năm. Đức thầy có nói là lóng tai nghe rõ tiếng đờn. Mà lóng tai để nghe rõ tiếng đờn, mà tiếng đờn đó là lóng tai nghe rõ tiếng đờn nào mà không dây không phím, đoán hờn cũng không, mà đờn nào mà không dây mà không phím nữa mà quán hờn cũng không, rồi đờn tây rồi lại đờn đông, trách trong bá tánh gặp sông quên nguồn, mà sông nào mà nguồn nào. Xin mời Thiền Hữu Trí Thức cũng chia sẻ cho Hòa Nhã hiểu biết thêm ạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì Hòa Nhã cũng xin giải mít lại cho David Xe ạ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, kính chào toàn thể chư quý vị đồng đạo. Bây giờ tôi xin chia sẻ bốn câu ở trong quyển Phiến Thiện. Lóng tai nghe rõ tiếng đờn, không dây phong phím quán hờn cũng không, đờn tây rồi lại đờn đông, trách trong bá sánh tánh gặp sông quên nguồn. Kính thưa toàn thể chư quý vị đồng đạo, lóng tai tức là lắng tai đó. Đức thầy dùng cái từ ngữ bình dân để cho chúng ta dễ nhận. Lóng tai tức là cái lắng tai. Lắng tai nghe rõ giọng tiếng đờn. Rõ tiếng đờn ở đây là cái giáo lý của Đức thầy đó, Đức thầy thường dụ chứng như tiếng đờn, như tiếng chuông hay là như như tiếng tiếng kẽn. Thì có nhiều cái cách để dụ chứng. Đây là cái lối văn nhân cách hóa, mượn cái sự vật của mình dễ nhận biết để chỉ cái lý cao sâu màu nhiệm ở trong đó. Thì lắng tai nghe rõ tiếng đờn tức là nghe rõ cái lời văn mà Đức thầy chỉ dạy cho mình. Nó cũng giống như cái người mà nghe cái tiếng đờn đó, phải nghe cái âm điệu cho nó rõ, mình nhận biết rằng là cái âm điệu đó, cái giọng đờn đó nó thuộc về cái bản đờn gì, và cái tiếng đờn đó, cái âm điệu nó du dương nó ra làm sao. Thì cái lời giáo lý của Đức thầy đó, nó cũng như cái tiếng đờn vậy. Cái người mà sành điệu nghe tiếng đờn, người ta nghe người ta hiểu được. Ở đây là cái bài Nam Xuân hay bài Nam Ai hay là cái bài giọng cổ mà nói, hay là cái cung thương, cái cung quán ở trong đó, cái âm điệu nó vậy đó. Thì lóng tai nghe rõ tiếng đờn, không dây không phím quán hờn cũng không. Không dây không phím, cái tiếng đờn này nó không có dây, không có phím, là cái tiếng là cái giáo lý để chỉ dạy cho mình cái lời văn, lời văn dụ cho tiếng đờn, không dây không phím, quán hờn cũng không. Bởi vì dạy là để mong mỏi cho chúng sanh nghe, để thấu hiểu, để thực hành, để làm theo cho nó đúng, để mà được cái thoát cái kiếp sanh tử luân hồi. Nhưng mà cái người có nghe thì nghe, không nghe cũng không buồn. Mà dù có cái người đó mà nghe mà không hiểu, rồi nói những cái lời chê bai chỉ trích thì cũng không giận. Cho nên là không dây không phím quán hờn cũng không, vì lòng từ bi mà chỉ dạy vậy thôi. Chứ bây giờ mặc tình ai muốn nghĩ sao cũng được. Ngài thì chỉ làm cái bổn phận của một cái bậc giác ngộ để giáo hóa chúng sanh mà thôi. Cho nên không phải giống như cái người thế gian nói nghe thì mừng mà không nghe thì buồn. Còn ở đây Đức thầy không có cái đó. Đức thầy nói để cho mình hiểu vậy, không dây không phím, cái tiếng đờn này không dây không phím, nhưng mà nó, cái lời văn nó tiếng như giống như cái giọng đờn vậy. Quán hờn cũng không, đờn tây rồi lại đờn đông, tức là Đức thầy dạy hết chúng sanh ở trên thế giới này đông tây nam bắc, nhưng mà cái lời văn á nó có giới hạn, tức là có 7 chữ cô động, mình phải suy rộng ra để mình hiểu là Đức thầy nói đờn tây rồi lại đờn đông, nhưng mà đông tây nam bắc hết á. Đâu đâu bá tánh cũng con lành, thầy dạy cho đều hết chúng sanh, đó gọi là dạy hết. Mà dạy không có khùng thương hết kẻ ngu người trí, không phân biệt ai hết á. Cái lòng từ bi của ngài như vậy đó, không phân biệt.
mà cũng không lời thuyết pháp, chẳng vì nhân ngã nữa, không có vì mình hay vì người khác mà vì thương tất cả mọi người. Giáo lý thì nói có cao có thấp để đáp ứng mọi cái trình độ, nhưng mà tình thương thì vẫn đồng, vẫn bình đẳng. Đấy vậy. Đờn Tây rồi lại đờn Đông, trách trong bá tánh gặp sông quên nguồn. À, gấp trách trong bá tánh gặp gặp sông mà quên nguồn, tức là ở đây nói về cái sự, cái người mà ta uống nước á, thì phải nhớ nguồn. Mà cái giống như là Đức Thầy trách cái người mà ăn trái nhớ không nhớ kẻ trồng cây, uống nước không nhớ người đào giếng. Thì hôm nay đó Đức Thầy về cái nghĩa bóng á, Thầy nói rằng là hôm nay đã được Đức Thầy đem cái chân truyền của Đức Phật Tổ để trở lại để giáo hóa chúng sanh. Thì mà người ta lại lại không có ý thức, bá tánh là chỉ hết cho mọi người. À, gặp xong là tức là ngài là đệ tử của Đức Phật, đại đệ tử của Đức Phật, mà gặp ngài thì đem cái chân truyền của Đức Phật, đáng lý thì phải nhớ lại cái công ơn của Đức Phật. Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đã khổ công tu luyện để thành Phật, rồi đem cái nguồn giáo pháp này để truyền bá cho chúng sanh suốt cuộc đời cho đến khi ngài nhập Niết Bàn. Thì hôm nay đó Đức Thầy đem cái chân truyền đó để mà chỉ dạy. Thì khi mà gặp cái giáo lý này thì chúng ta phải nhớ lại cái nguồn gốc phát sinh ra cái giáo lý, tức là Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. À, mình gặp xong mà lại quên nguồn, tức là hôm nay gặp Đức Thầy mà mình không có nghĩ đến tới cái công lao của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni để chỉ dạy, mà mình lại làm ngơ không chịu thực hành theo. Nếu mà mình chịu làm theo tức là mình đã biết cái ơn của Đức Phật Tổ, bởi vì giáo lý này là giáo lý của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đã truyền lại, đã nhiều năm, đã 1.000 năm đã bị thất truyền. Cho nên hôm nay Đức Thầy dâng lệnh Đức Phật Tổ xuống đây để lâm phàm, để chấn hưng lại đạo Phật, đem cái chân truyền của Đức Phật Tổ để chỉ dạy cho chúng sanh. Cho nên trách trong bá tánh gặp sông quên nguồn. Thì Đức Thầy ví như cái nguồn giáo pháp của ngài cũng như cái sông, từ cái nguồn cái sông này thì cái nguồn từ ở nơi Đức Phật Tổ, cái nguồn nước, cái nguồn giáo pháp này cũng như cái nguồn nước từ Đức Phật Tổ nó chảy về đây, nó chảy đến đây để cho mọi người thấu hiểu để mà thực hành theo. Đây là cái lời văn là dụ chứng cái pháp của Phật á. Cái gì mà chúng ta khó hiểu thì phải Phật luôn luôn dùng cái pháp tỷ dụ. Tỷ dụ như là tiếng đờn, tỷ dụ như tiếng tiếng nhạc, rồi tỷ dụ như tiếng chuông. Chứ thật sự thì có nhiều người lầm hiểu rằng là người ta Đức Thầy nói vậy, chứ Đức Thầy đâu có bài bát chuông mỏ. Đức Thầy bài bát chuông mỏ chứ, nhưng mà Đức Thầy nói cái tiếng chuông, chuông linh ngân tiếng đại đồng. Cái chuông linh đó là sao? Cái lời giáo lý của ngài giống như tiếng chuông, nó ứng nghiệm. Linh là cái sự ứng nghiệm, nói ở đâu là có ở đó, là đúng như vậy, không có sai. Đó là cái sự ứng nghiệm thôi, chứ không phải là ngài biểu mình dùng chuông mỏ đâu. Thì kính thưa toàn thể chư quý vị đồng đạo, bởi vì cho nên khi mà mình nghiên cứu giáo lý của Đức Thầy đó, mình phải nghiên cứu cho nó thật kỹ để mình thấy, để không thôi mình hiểu lầm. Mình hiểu lầm rồi có đôi khi là mình nhận định nó sai, nhận định sai thì mình sẽ làm sai. Vậy thì kính thưa toàn thể chư quý vị đồng đạo, để tóm lại thì Đức Thầy nói biểu mình phải lắng tai. Lắng tai là lắng tai nghe rõ tiếng đờn, tức là nghe rõ cái lời ngài chỉ dạy. Chúng ta phải chuyên chú nghĩ suy từng nét dấu, nói vậy đó. Hay là một câu mà ý nhiệm sâu, nghĩ suy cho cạn mới hầu khôn ngoan. Cái câu nào cũng vậy, nó có cái ý nó rất là cao sâu màu nhiệm ở trong đó, cái diệu lý ở trong đó.
mà nếu mà chúng ta không nghiên cứu thật kỹ thì chúng ta khó mà hiểu. Không dây không phím, oán hờn cũng không. Nó không phải như là cái cây đờn nó có dây có phím, mà đây là cái sự tỷ dụ, cho nên nó không dây không phím, oán hờn cũng không. Dại thì dại hết, thương hết kẻ ngu người trí, dại hết. Nhưng mà dù có ai có oán trách, ai có ganh ghét, ai có nói đắng nói cay gì đó, Ngài cũng không có giận hờn như Trang, không có oán mà cũng không hờn. Trang một lòng từ bi để thương xót độ tận chúng sanh thôi. Đờn Tây rồi lại đờn Đông, tức là dạy hết khắp bá tánh ở ở các nơi ở trên thế giới này, tức là không riêng một cái chúng sanh nào. Thầy cùng thương hết kẻ ngu người trí, thương hết, không có dạy, không không có chừa một cái người nào cả. Đờn Tây rồi lại đờn Đông, trách trong bá tánh gặp xong bên nguồn, trách trong bá tánh đã hôm nay đã gặp rồi, đã gặp cái nguồn giáo pháp của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, mà Ngài dâng sắc chỉ của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni để đem cái chân truyền đó để mà truyền lại qua một cái quá trình dài 1.000 năm bị sai lạc. Mà hôm nay mình gặp rồi mà mình không chịu thực hành theo thì tức đi mình quên đi cái nguồn gốc của Đức Phật Tổ đã dày công khai sáng để chỉ dạy cho chúng sanh, được lưu truyền mãi mãi cho đến hôm nay. Kính thưa toàn thể chư vị đồng đạo, và cái hiểu biết của tôi qua 4 câu trên tôi trình bày xong, bây giờ xin trả mic lại David Sa. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa đồng đạo Hòa Nhã, kính thưa quý vị, MC cũng xin có một cái trình bày lên cái ý của mình về 4 câu giảng mà đồng đạo Hòa Nhã đã hỏi. Lắng tai nghe rõ tiếng đờn, không dây không phím, oán hờn cũng không, đờn Tây rồi lại đờn Đông, trách trong quá tánh gặp sông quên nguồn. Thì ở đây nhìn chung thì cũng không có khác mấy với lại Huynh Hồng Quang, mà MC cũng xin được trình bày thêm một cái sự hiểu của mình. Lắng tai nghe rõ tiếng đờn, lắng tai có nghĩa là Đức Thầy khuyên chúng ta hãy hãy nghe đó, hãy hãy nghe, hãy hãy tìm hiểu đó, hãy nghiên cứu cho tường tận tiếng đờn. Ở đây trong thi văn giáo lý Đức Thầy như Huynh Hồng Quang đã trình bày, tiếng đờn ở đây chính là cái giáo lý vô vi chân truyền mà Đức Thầy muốn truyền đạt, muốn đem đi ra đời để mà đem cái nguồn chánh đạo vô vi chân truyền đó để mà ban rãi khắp nơi. Lắng tai nghe rõ tiếng đờn có nghĩa là Đức Thầy kêu gọi chúng ta hay tất cả mọi người hãy hãy nghe cho tường tận cái lời Thầy dạy đi, nghe cho rõ ràng cái lời của Thầy dạy. Tiếng đờn ở đây có nghĩa là nhân cách quá lên, ý chỉ là cái giáo lý vô vi chân truyền mà Đức Thầy đã chắt lọc, đã rút tỉa từ trong kinh luật của Đức Phật, rút trong các lực các kinh, hay là dưới đây lược tả sách kinh đó. Thưa quý vị, thì cái câu tiếp theo nữa là không dây không phím, oán hờn cũng không. Không dây không phím ở đây á, có nghĩa là theo em sĩ hiểu á, không dây không phím chính là cái không có cái hình tướng đó. Đây chính là cái chánh đạo vô vi chân truyền đó, mà Đức Thầy đã cho biết là vô vi chánh đạo, hỡi người ơi đó, đúng là cái chánh đạo vô vi chân truyền. Không dây không phím tức là nó không có hình tướng gì đó. Cái đạo đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu lắm, phải tìm kiếm cái không đó, cái không mới có, tức là nó không có cái gì hết, nhưng mà nó chứa tất cả cái có. Không dây không phím chính là cái chánh đạo vô vi chân truyền của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Quán hờn cũng không, quán hờn cũng không có nghĩa là Đức Thầy đem cái chánh đạo vô vi chân truyền đó mà Ngài là một bậc giác ngộ rõ ràng. Đức Thầy chúng ta là một bậc giác ngộ rõ ràng. Quán hờn cũng không có nghĩa là Đức Thầy không còn chấp ngã nữa đó, tức là Ngài là một bậc giác ngộ. Mà trong thi văn giáo lý chúng ta cũng biết là Đức Thầy đã cho chúng ta biết là mình đã gặp con thiền Bát Nhã, có lý nào ích kỷ tu thân. Cho nên lời của người đời phê phán Đức Thầy kêu thằng hay gọi bằng ông, Đức Thầy cũng không có chấp, không có chấp hoàn toàn là Đức Thầy là một bậc giác ngộ trên tinh thần vô ngã. Hay là dân tình xài xẻ dập bầm, nhưng mà Đức Thầy vẫn đầy đầy cái lòng từ bi. Dân tình xài xẻ dập bầm nào hai ta đã thương ngậm sanh linh, rõ ràng là không dây không phím mà oán hờn cũng không, tức là không có cái tinh thần chấp ngã. Đức Thầy đầy đủ cái lòng từ bi bác ái, lòng từ bi hỷ xả của một vị Phật rồi. Đờn Tây rồi lại đờn Đông, tức là giảng và truyền bá hết tất cả mọi nơi. Thầy có cái sứ mạng là để cho Thầy đi dạo Ta Bà, là thành ra đi truyền bá tất cả mọi nơi. Và cái câu dưới là trách trong bá tánh gặp sông minh nguồn. Trách, trách có nghĩa là Đức Thầy không vui khi thấy bá tánh gặp được cái sông. Sông ở đây có nghĩa là gặp được cái nguồn suối pháp, gặp được cái con đường mà Đức Thầy đã
đã rút tỉa trong kinh Hoa của Phật Pháp hồi xưa, tức là của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni ngày xưa, bây giờ dạy cho chúng sanh biết được cái con đường giải thoát rồi. Mà quên nguồn có nghĩa là quên cái công lao cực khổ, cái công lao mà Đức Thầy đã ra đời khai đạo. Và quý vị cũng đã biết là Đức Thầy cũng đã đi truyền bá Phật Pháp ở tại miền Nam nước Việt chúng ta là cũng trải qua là năm cái kiếp rồi đó quý vị, năm cái kiếp từ thời Đức Phật Thầy Tây An, rồi đến Đức Phật Trùm, Đức Siêu Giải Bán Khoai, rồi bây giờ cho đến Đức Thầy chúng ta nữa là cũng đã qua năm kiếp rồi. Mà quý vị thấy là cái công ơn của Đức Thầy rất là lớn. Đức Thầy ra đời khai đạo rồi Ngài bị người Pháp lưu cư từ ở Tổ Đình lên Châu Đốc, rồi xuống Sa Đéc, rồi xuống làng Nhân Nghĩa, rồi đi ra Nhà Thương Chợ Quán xuống Bạc Liêu. Rồi bây giờ Đức Thầy còn được đưa ra Sài Gòn, rồi sau đó Đức Thầy cũng trải qua một cái thời gian tìm đường cứu nước rất là lâu. Rồi Ngài còn có nhiệm vụ đi dạo Ta Bà nữa, cho nên cái công lao của Đức Thầy ra đời khai đạo rất là cực khổ quý vị. Có những lúc mà người ta đài đọa Đức Thầy, có những lúc mà người ta có lúc mà Đức Thầy bị nhốt ở trong cái bót Katina, là cái bót mà nó rất là khổ sở quý vị. Theo như một số cái mẫu chuyện bên Thầy cho biết là cái bót nó cũng giống như là cái chuồng cọp vậy đó. Tức là cái nó hẹp dữ lắm, ngồi thẳng cái lưng lên là nó đụng ở trên, rồi rất khó, cái công lao Đức Thầy rất là cực khổ. Mà bây giờ chúng sanh á thấy được cái giáo lý vô vi chân truyền rồi mà quên ơn nghĩa của Đức Thầy, không có biết hợp sức đồng lòng với nhau để mà đi truyền bá Phật Pháp, không có nghe theo lời Thầy dạy đạo dự màu gặp lúc trưng chiên, không có thực hiện được cái lời Thầy dạy là phận môn đệ phải lo dung quén. Cho nên đó là cái ý của LC nha. Thì trình bày được cái ý LC về những câu hỏi mà đồng đạo Hòa Nhã đã hỏi, LC cũng bổ sung thêm cái ý của mình vô. Xin được gửi mic lại cho Đạo Hít nha. Nam Mô Di Đà Phật. Và đúng như vậy đó, có rất là nhiều người nghi ngờ là không có phải Thanh Kim Huệ đâu. Nếu mà thật là Thanh Kim Huệ thì hãy nói lên lời nói hoặc là hát lên một câu để cho đồng đạo chúng ta biết thì mới tin, và từ đó mới có cái cảm tình, cũng như là chúng ta mới có dịp gần gũi và chia sẻ với nhau. Xin được kính mời đồng đạo Thanh Kim Huệ. Nếu là sự thật là Thanh Kim Huệ thì đồng đạo hãy đưa tay lên để nói vài lời với anh em ở trong đạo tràng. Xin được kính mời. Nam Mô Di Đà Phật.